chị em, nam anh nam em và những lần rạn nứt mối quan hệ. Xinh đẹp, tài năng và cũng lắm thị phi là những gì mà người ta nhắc đến cặp chị em song sinh Lệ Nam, tức Nam Anh và Nam Em. Chị em là thế, nhưng mà không ít lần họ vướng tin đồn bất hòa, rạn nứt mối quan hệ. Vì sao lại như vậy? Thưa quý vị, nói đến showbiz Việt thì không khó để mà người ta nhận ra cặp chị em Nam Anh Nam Em. Họ từng kinh qua không ít cuộc thi nhan sắc và nhận về những thứ hạng nhất định. Nhưng mà vượt qua những điều đó thì cặp chị em này lại được biết đến nhiều hơn là những thị phi vũ vây, thậm chí là những lời hoài nghi bất ngờ. Và gần đây nhất phải kể đến việc Nam Em tiết lộ sẽ khui phốt của chị gái song sinh Nam Anh. Tuy nhiên vì cô đã đi tu nên người đẹp Tiền Giang không khui nữa. Nam Anh đang đi tu rồi, nếu ngày hôm nay không đi tu, tôi sẽ khui chuyện của Nam Anh ra. Còn Nam Anh chịu buông bỏ đi tu, biết mình sai, sửa sai là tôi ghi nhận, tôi không khui. Cho dù chị em làm sai là phải gánh nghiệp, hậu quả. Nhưng người ta nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Người ta biết sai, sửa sai là làm tốt rồi. Im lặng khoảng một tháng sau những gì em gái nói về mình, Nam Anh sau đó đã có động thái đầu tiên. Cô nàng đã đổi ảnh đại diện là một chú ếch đính kèm dòng cáp đầy ẩn ý. Dân tình khi đang tìm hiểu ý nghĩa động thái này của Nam Anh thì cô nàng tiếp tục gây hoang mang dư luận khi mà đăng đàn dòng trạng thái được cho là nhắm thẳng vào cô em song sinh. Ngày xưa mình nhớ khúc cô em mình đăng ký thi hoa hậu, cả dòng họ cấm đoán ngăn cản. Mình không hiểu tại sao, trải nghiệm rồi mới hiểu ra được chút chút. Nhưng mà tất cả đều là trải nghiệm giúp mình học hỏi và lớn khôn. Ở diễn biến mới thì Nam Em đã chính thức lên tiếng về ồn ào rạn nứt mối quan hệ với chị ruột. Nói chung là trong gia đình, lâu lâu cũng phải có xào xáo, vậy mới gọi là gia đình. Phải có sự xào qua xào lại thì nó mới ok. Chứ gia đình mà gặp mặt cười đùa rồi đường ai nấy đi thì nó không có nên chuyện. Đó mới là gia vị cuộc sống. Chị em tôi vẫn rất yêu thương nhau, vẫn bình thường, chỉ là lâu lâu nói vậy thôi chứ vẫn yêu thương nhau lắm. Như vậy có thể thấy rằng là dù đòi bóc phốt chị gái, song Nam Em khẳng định cả hai vẫn rất là yêu thương nhau và mối quan hệ vẫn tốt đẹp chứ không căng thẳng như nhiều người đang nghĩ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi đây không phải là lần đầu tiên cả hai vướng nghi vấn bất hòa. Còn nhớ trước đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra, Nam Em đã dành nhiều lời cổ vũ cho chị gái Nam Anh và còn bày tỏ nuối tiếc vì không thể nắm tay Nam Anh trên sân khấu đêm chung kết như dự định ban đầu. Tuy nhiên thì Nam Em đã đến nơi tổ chức cuộc thi nhưng cô chỉ chụp ảnh thảm đỏ rồi ra về, không vào khán phòng để động viên chị gái với lời giải thích bận công việc. Nam Em thậm chí còn tiết lộ sau khi mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 kết thúc, cô và Nam Anh vẫn chưa hề gặp mặt nhau. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn tình chị em có vấn đề, bởi chung kết diễn ra từ tối thứ Bảy và đến tối thứ Tư tuần sau đó thì Nam Anh mới bay sang Thái Lan tham dự tuần lễ thời trang. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian đó, Nam Em vẫn chưa thể trực tiếp nói lời động viên chị gái Nam Anh. Về phía Nam Em thì cô khẳng định rất mừng khi mà Nam Anh ngày càng thành công, được nhiều người biết đến hơn. Trước đây thì hai chị em từng có lúc xa cách, mâu thuẫn vì Nam Em ngày càng nổi tiếng, giành nhiều danh hiệu trong khi Nam Anh cứ mãi loay hoay mà không được chú ý. Còn hiện tại thì Nam Anh đã tạo được vị trí đứng riêng, không lẫn lộn với em gái và hai chị em đều rất vui với thành tích này. Tham gia chương trình Đối mặt cảm xúc năm 2020, Nam Em cũng từng thẳng thắn bày tỏ về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa mình và chị gái. Theo đó, người đẹp Tiền Giang cho biết hồi nhỏ, hai chị em rất là thân và có nhiều kỷ niệm. Nhưng mà từ lúc bố của cả hai qua đời đột ngột, cô đã sụp đổ tinh thần. Thời điểm đó thì trong mắt Nam Em, chị gái của cô chẳng có ý nghĩa gì. Có khoảng thời gian Nam Anh tăng cân mất kiểm soát, Nam Em không màng lý do chị gái bị vấn đề tâm lý mà liên tục ra lời trách móc. Cũng từ đó mà cả hai đã xa cách lại càng xa hơn. Và cũng thời điểm này, Nam Em gặp nhiều biến cố trong cuộc sống dẫn đến cô có những suy nghĩ tiêu cực dành cho chị gái song sinh. Lúc đó, nếu có một người ở bên cạnh tôi, có gia đình ở bên động viên thì tôi sẽ không suy nghĩ tiêu cực như vậy. Lúc đó tôi rất buồn Nam Anh, hai chị em không gặp nhau và cũng không trò chuyện với nhau. Tôi muốn được chia sẻ, muốn có một người để mình tâm sự, để bộc bạch những vấn đề mình đang gặp phải. Tôi giận Nam Anh, không biết Nam Anh ở góc nào mà không thấy xuất hiện, không gọi điện, không tin nhắn, không liên lạc luôn. Nhiều khi tôi còn quên mình có một người chị sinh đôi. Xong quay trở lại vấn đề thì Nam Em cho biết mình cũng có lỗi bởi cô đã không chịu mở lòng với Nam Anh để chia sẻ, tâm sự mà lấn lướt chị mình, muốn Nam Anh phải quan tâm mình chứ không muốn quan tâm lại. Mà nghĩ sao về cặp chị em song sinh này cũng như là những biến cố xảy ra với mối quan hệ của họ. Hãy bày tỏ quan điểm của mình để Ibis được biết với nha.